vì nó là trận đầu tiên đánh Mỹ trong địa đạo của Củ Chi, rất quan trọng, thành ra giữ cái hiện vật đó lại, lấy lá quốc kỳ mà phủ nó lại để mà giữ riết tới bây giờ cây súng thời đó đây. Không, mày phải biết tao xạ thủ mày. À. Còn kể như băng này bãi cục. À. Đây bãi cục. À. Bắn trời hết mấy cục. Còn đây, chuyện đã 5 năm nhưng vẫn như in vào tấm khảm, 5 năm ròng một sư Mỹ đánh vào A-18 chúng tôi. B-52, B-57, tàu thủy, tàu bò, hóa học hơi cây. Có cây chết, đất đa trụi nhưng con người không lấy chuyện. Còn sư 25 tia chớp nhiệt đới nay đã cút rồi, mang theo quốc thận vì những con đường địa đạo. Ôi đáng quý, đáng yêu và đáng ghi vào lịch sử. Những con đường địa đạo đất Củ Chi.